啊，我想喝茶，喝摩龙茶。好，请一个同学帮我读和翻译这些生词呢。好，请你喝。钱，米饭，钱了点，米饭了羹，杯去了 cốc chén，茶了茶，中国菜了端中国，汉字了句汉。好，一个生词呢，帮我举一个例子。好，第一钱呢，周围的钱，这个是20钱啊，这个是多钱这个多少钱？啊，多少多少钱？钱呢？啊，有点啊，那个米饭，那客户的米饭呢？我喜欢吃米饭。我喜欢吃米饭啊，这个就是杯子，杯子。我的朋友家吃米饭，杯子，杯子。杯子。这是杯子，杯子的给够吗？都要摸摸给够吗？现在啊，我买一个杯子，啊，这个茶呢？喜欢喝茶。喝茶很好，啊，这叫中国菜呢。你朋友说出差，你朋友说这板古板，那么的中国，女朋友好，这叫汉字，汉字，汉字，我会写汉字。我会写汉字，很好，谢谢。好，现在我们学课文的内容。那第一，那在饭馆儿，请大家先听，然后跟着录音读，那听同学读跳呀。第八个。第八课，我想喝茶。Lesson 8. I'd like some tea. 课文一，Text 1. 你想喝什么？你想喝什么？我想喝茶。你想吃什么？我想吃米饭。New words. 想、喝、茶、吃、米饭。好，bạn muốn uống gì? 怎么说？tôi muốn uống trà. Bạn muốn ăn gì? Tôi muốn ăn cơm. 我想吃米饭，很好，谢谢。好，第八，在客厅的房间呢？课文二。Text 2. 下午你想做什么？下午我想去商店。等会儿，就在那。下午你想做什么？下午我想去商店。行不行？你想买什么？你想买？我想买一个杯子。很好。New words. 下午，商店，买，个，杯子。buổi chiều bạn muốn làm gì? Tôi muốn xuống. Buổi chiều tôi muốn đi cửa hàng. Bạn muốn mua cái gì? Tôi muốn mua một cái cốc. Một cái杯子. Đi sang, chạy sang tiệm ở cửa hàng nào. 课文三。Text 3. 你好，这个杯子多少钱？你好，这个杯子28块。
那个杯子多少钱？那个杯子18块钱。New words。这多少钱？快那。好。xin chào, cái cốc này bao nhiêu tiền? 怎么说？你好，这个杯子多少钱？28 đồng。28块。cái cốc kia thì bao nhiêu tiền? Cái cốc kia là 18 đồng。18块钱，很好。你好。OK, Tường Vi. Tường Vi khi nào vào được thì bảo thầy nhá. Bạn Bích Ngọc là A, bạn Minh là B nào. Trai tủ ý viện. Chị Bích Ngọc có đọc đi ạ. Trai ủ nghỉ xem. Chua sở má. Bài 1 mà. Vâng. Nghỉ xem. Khưa sở má. Nghỉ xảng nhá, không phải là. Nghỉ xảng khưa sở má. Đúng rồi. 我想喝茶。我想喝茶。我想喝茶。你想吃什么？什么呀？không phải什么，什么呀？có mơ ấy。你想吃什么？đúng rồi。我想吃米饭。很好。第二。thì Ngọc đọc tiếp đi ạ。下午你想做什么？什么？什么？下午我想去商店。这个回来注意嘛，注意呀，去商店。去商店。你想买什么？我想买一个杯子。很好。có đọc lúc bài ba không hả? có tất cả 3 bài。你好，这个杯子多少钱？28块。那个杯子多少钱？那个杯子18块钱。很好，Minh Thư là A, Mỹ Ngọc là B nào. Nǐ xiǎo hě shěn me? Hě shěn me? Hě shěn me? 我想喝茶。你想吃什么？我想吃米饭。很好。小五你想吃什么？下午呢？下午我想去商店。店。你商店。对，店呢？商店。商店。你想买什么？我想买一个杯子。杯子，杯子，买杯子。杯子，杯子，杯子。好。你好，这个杯子多少钱？28块。那个杯子多少钱？那个杯子是18块钱。很好，bạn。Phương Thùy là A, bạn Quang Minh là B nào. Nǐ xiǎng hě shěn me? Wǒ xiǎng hě chá. Nǐ xiǎng zhī shěn me? Wǒ xiǎng zhī fàn, zhī mì fàn. Mì fàn. Mì fàn. Shái wǔ nǐ xiǎng zhǒu shěn me? Zhuò, zhuò, zhuò shěn me? 下午我想去商店。你想买什么？我想买一个杯子。好。你好，这个杯子多少钱？28块。你个杯子多少钱？那个杯子18块钱。很好，谢谢。Bạn Trang là A nè. Nǐ xiǎng hě shěn me? Wǒ xiǎng hě chá.
你想吃什么？我想吃米饭。下午，你想做什么？下午，我想去商店。你想买什么？我想买一个杯子。你好，这个杯子多少钱？28块。那个杯子多少钱？那个杯子18块钱。啊，很好，谢谢。你想喝什么？你想吃什么？下午你想做什么？下午我想去看看。你想买什么？我想一个杯子。你看，这个杯子多少钱？28块。那个杯子多少钱？那杯子18块。谢谢，准确。M 的 A 了，那个 B 的，好到了呢。你想喝什么？你想吃什么？想吃。下午你想做，下午你想做什么？下午我想去商店。你想买什么？我想买一个杯子。你好，这个杯子多少钱？28块。那个杯子多少钱？杯子18块钱。很好。cố gắng là phần bài khóa bắt đầu dài hơn đúng không? Để học thuộc nhá, để học thuộc bài khóa, đấy, để giao tiếp nhanh được. Rồi, sang phần kế tiếp nữa. Nếu như động từ xiang, nếu như động từ xiang, thì ban dùng tại động từ trước, là suy chủ, hy vọng hoặc là dự đoán. Ví dụ, từ từ quan xiang thì là dùng trước động từ để diễn tả mong muốn hay dự định đúng không? Xiang, nhớ, muốn, nghĩ, nó có ba nghĩa như vậy. Của xiang nỉ, tôi nhớ bạn. Tôi chẳng chữ xoáy của, tôi thích ăn, tôi muốn ăn hoa quả. Của sáng nỉ, tôi nhớ bạn, này, tôi mấy nghĩa liền nhá. Thì có bộ mộc này, bộ mục và bộ, của gì? Của tâm ở bên dưới đúng không? Y, tôi chẳng chữ khá nhỉ là gì? Tôi muốn học tiếng Hán, mình thêm tôi chẳng chữ chữ sao khăn su. Ngày mai tôi muốn đi cửa hàng sách để đọc sách. Của sáng mãi có bây chữ, tôi muốn mua một cái gì? Cái câu 我想去清华大学。那我想爸爸好，Minh呢？我想喝茶。Minh Thư很好。Minh Thư、Mỹ Ngọc。Em đây. Minh Thư đọc đi, bật mic từ từ đọc đi, đừng có nhường nhau nữa. 我想出去。想出去，怎么在外啊？好。接着，慢接。Mỹ Ngọc。我想到北京。我想你们讲我想到北京到北京的你啊都不理北京呀我想去北京我想去北京去的你北京和北京吗 OK 分配呢我想去商店买个杯子很好方便
Quang Minh, Trang.想喝可乐。Cơ khở lượng, hắn hỏi. Là câu gì cũng được, dễ cũng được, khó cũng được, nghĩa là nói ra là được. Ý vân tại sứ tua sảo, tại từ nghi vấn tua sảo. Ý vân tại sứ tua sảo, như ý xí luận sứ ý sang tờ su lượng, tua sảo khổ biên tờ lượng sứ, với ý sẵn rệ. Tua sảo phải dùng ý xí luận cha cửa, chẳng dụ kiểu sư, biểu tá phong sư, 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 bao nhiêu người tô sảo rấn tô sảo cứ kết hợp với danh từ là hỏi là bao nhiêu đại từ nghi vấn tô sảo được dùng để hỏi số lượng trên 10 lượng từ đằng sau tô sảo có thể được lược bỏ tô sảo được sử dụng để hỏi giá cả cấu trúc thường gặp là tô sảo chén ví dụ nếu mà xuyến xẻo nhiều tô sảo xuyến sâm trường các bạn có bao nhiêu học sinh không cần chữ cơ đấy nhá đây là họ có thể dùng hoặc không dùng nhưng mà thường là sẽ không dùng nếu hiểu tô sảo khác như lão sư bạn có bao nhiêu giáo viên tiếng Hán chưa có pay chữ tô sảo chén cái cốc này thì bao nhiêu tiền thì tua xảo nó giống từ bao nhiêu tiếng Việt ấy. Có cái từ mấy tiếng Việt chúng ta sẽ dùng là chữ chỉ em đặt tôi cho cơ bình của tua xảo chén tua xảo chén là không à nhì tơ công sư yếu tua xảo hộ chứ cơ tên chứ tua xảo chén là không hoặc là chí khẩu rấn thôi tua xảo phải đông lắm cơ à na ca cơ y phu bao nhiêu tiền? Hắn hỏi. Bao nhiêu quả? Bao nhiêu bình quả? Hắn hỏi. Na trái quả bao nhiêu tiền? Na cơ, na cơ trái quả. Chị Bích Ngọc ạ. Chữ cơ su bao nhiêu tiền? Chữ bản su nhá, chữ bản su. Minh ạ. Vâng ạ. Ờ, Trung Quốc trai bao nhiêu tiền? À, Minh Thư nữa. Ờ, y bay lại trả thua sảo chén. Đúng rồi, nào, Mỹ Ngọc. Phương Thùy. Tôi sư khán sư thua sảo chén. Cái gì em? Chưa gì? Khán, cái gì? Quyển sách. Chưa bẩn su. À, bẩn su thua sảo chén. Đúng rồi, Quang Minh. Quang Minh thì gọi lần hai không thấy nhấc mic nhá, Quang Minh nhá. Tương Vi, Tương Vi đang ăn cơm nhỉ, Trang. À, nhí điện hoa tôi sợ chén. Ừ, nhí điện hoa tôi sợ chén. Đó. Tiếp theo, lượng sứ cơ khẩu, từ cơ và từ khẩu. Cơ sứ khang nhỉ chung chơi trắng chèn thấy cái lượng sứ. À, y ban dùng ý, mấy hiểu thang dùng lượng sứ, tên miếng sứ chén, y rú. Cơ là lượng từ được gặp nhất trong tiếng Trung Quốc, thường được dùng trước những danh từ không có lượng từ riêng, ví dụ như là sang cơ lão sư, ba giáo viên, cái đầu tiên là để chỉ người cái đã nhá. Cái thứ hai là những danh từ khó xác định lượng từ, ta cứ hiểu đơn giản thế. Tức là quên mất lượng từ nữa thì thay vào chữ cơ vẫn đúng nhá. Chẳng qua nhiều cái nó hay gặp quá như chữ phẩn chẳng hạn, ta phải thay bằng phẩn để đừng nói là cơ, quyển ấy. Có những cái như là tờ giấy chẳng hạn, y trang chữ cái hay sử dụng thông thường người ta cố gắng thuộc chứ còn nếu mà không biết thì cứ dùng cơ như bình thường ủ cơ xuế sâm năm học sinh ý cơ bay dự một cái cốc khẩu dễ sư lượng sứ y ban dùng ý méo su cha tín chứng nhuén cái lần su chen đi ủ cơ ví dụ khẩu là lượng từ thường được dùng để nói về số lượng người nhưng mà số lượng người trong gia đình nhé ở đây họ dịch thiếu mất cái chữ cha tín chứng nhuén là các thành viên trong gia đình dịch thiếu nhá ví dụ như là Lý lão sư cha yếu liệu khẩu rấn nhà cô Lý thì có 6 khẩu người thì cha hiểu chí khẩu rấn nhà bạn có mấy khẩu người thì của cha hiểu san khẩu rấn nhà tôi có 3 khẩu người đó. Bây giờ đặt câu với từ cơ từ khẩu Minh Thiên ở truy sang tiền máy y cơ tiền nào à hắn hảo chuẩn chuẩn có sang máy y cơ y tôi chẳng máy gì chứ gì ra à, nó đại từ tôi yêu một người của ai cơ ý cơ rấn của ý chị Bích Ngọc ạ. Chị Bích Ngọc. Na cơ bảy chữ chua xào chén. Thảo Minh
Em chưa nghĩ ra. Nói lại cái gì đi. Em ăn cơm. Ok. Là Minh Thư. Ủa cha dầu chi khổ lớn. Cái nào? Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc. Nhà tôi có 5 người. Hai số. Của cha sẽ đưa Của đúng cha rồi Dậu, Vũ Khẩu của Rừng. Vũ Khẩu Rừng, rồi Quang Minh. Quang Minh gọi mãi thì đâu. Tương Vi. Trang. là cơ rắn khẩn xoay. Nạ, nạ cơ rấn nha. Nàng cơ rấn khẳng xoài. Còn nạ cơ rấn, nạ cơ rấn xoài, người nào đẹp trai? Vi Phương. Của gia chủ sư khẩu rấn. Đúng rồi, sư khẩu rấn. À, tiếp theo. Chén xù tôi biểu tá cách diễn đạt cái số tiền dẫn miếng vị tơ chi bẩn tan quẩy sự yến khẩu vị trung tú chua khoải lý rú đơn vị cơ bản của nhân dân tệ là tiền Trung Quốc. Ta có yến trong văn nói, yến trong văn nói yến thường được thay bằng từ khoải. Nè, đây là năm đơn vị tiền lưu hành ở Trung Quốc. Y yến, củ yến, sứ yến, củ sứ yến, y bảy yến, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 50 đồng và 100 đồng. Đấy là trong văn viết, còn văn nói sẽ nói là ý khoải, củ khoải, sứ khoải, củ sứ khoải, y bảy khoải. Đó, đặt câu cho thầy với đơn vị chỉ tiền là khoải là đồng. Là... Như nói cái gì thì bao nhiêu tiền? Trước bình của 5 块钱. Khoải chén thế nào? Trước Chứ bẩn xuống. trước 100 tệ. bình bài Y bảy khoải chén. Y bảy khoải chén nhé. chưa có tiền sư 18 块钱. 3 khoải chén. Khoải chén thế nào? Trước bình chưa 16 钱. 16 khoải chén. 16 khoải chén nhé. Nào cơ y phu12 块钱 Nà nhé, cái kia thì còn em nói là nà là thanh ba là thì cái nào đấy nhá, nà nhé. wow. Ủa hiểu y bảy khoai chén thì tôi có 100 tệ thì ok. Chị Bích Ngọc. Của mãi bằng su ủ khoai Ủa mãi y bẩn củ khoai chén tờ xu thì mới đúng. Tôi mua một quyển sách giá 10 tệ. vâng Minh ạ. nó cứ bay chứ sử ủ khoai chén Thảo Minh Thư. ủ dầu sứ thua chinh đi. Cái gì em nhỉ? Nghe Tôi thấy. có 10 đồng ạ. Ủa hiểu 10 khoai chén. Không chính. 10 khoai chén. Mỹ Ngọc. Chưa cứ hình của chứ 3 块钱. Phan Thảo Phương Thùy. Mình ăn cơm nhỉ? Thu Huyền. Thu Huyền. Tương Vi. Trang. Của tờ tiền hoa 50 钱. Ủ sứ khoai chén em nhé. Ủ sứ khoai chén. 10 块钱. Vi Phương. Chữ cơ bản số 18 块. Chưa bẩn xu 18 块. Chưa bẩn xu 18 块. Thế nào? Trong ba nhân vật tôi vừa làm rồi, nó căn cứ sử chi chính khoảng phải tạo vấn thí là căn cứ vào nội dung của bài để trả lời câu hỏi nào. Mời một bạn làm phần này là chỉnh ý quầy thống chế cho tờ Thu Huyền học mic này. Ok.
À, chị Bích Ngọc nào, chị làm phần này nào. Vâng ạ. Nǐ xiǎng chū shěnme? Wǒ xiǎng chū niú rù. Chữ gì ạ? À? Nǐ. Dạ. Yeah, chị... À, tôi ăn thịt cừu, tôi ăn thịt bò. Wǒ xiǎng chū niú rù. Niú rù, niú rù. Niú rù. Ừ, dạ. Nǐ xiǎng chū shěnme? Shěnme? Wǒ xiǎng chū khoang xiu. Khơ gì ạ? Khoang xiu, nước khoáng nè. Khoang sợi. Khoang sợi nhé. Khoang sợi. Còn chiều là rượu mất rồi. Tiếp san. Miếng thiên xa xài ủ. Nǐ xiǎng chua sần mơ. Wǒ xiǎng truy khoáng dầu cha. Thế nào? Thứ tư. Nǐ chi na cưa sang chiên mãi nà cưa sang chiên mãi bay chư. Tôi đi cửa hàng kia. Tôi đi na cưa sang chiên. Bỏ chi na cưa sang chiên mãi bay chư. Thế nào? Ý cưa bay chư chua xào chén. Na cưa bày chưa sứ ba khoai chén. Sứ ba khoai chén, hắn học. Rồi, tiếp theo. Dùng bản khở xin xuế tờ ủy yến tiện khở sứ ủy miáo sụ phú kiện. Chính quý thống xuế cho chữ cả. Bạn nào làm được nhỉ? Từ họ Xu Phong đi, thầy gọi nhớ không được khách quan lắm. Chính chú sầu. Nào ơi, chúng chế thì với tá chỉ chú sầu. Bạn nào trả lời được thì hãy giơ tay nào. Em à, đúng không? Giơ mạnh quyền lợi của mình. Em không có tính giơ. Minh thiên của truy sang tiên mãi bây dư. Chinh tiên của sáng trư chung của trai. Chiều của sáng truy xuế theo khan su. Nếu khảo chính quân trơ cơ bây chư tua sao chiến. Xin chào. Tiếp theo, ta có các từ, ta ghi âm Hán Việt và nghĩa của nó nha. Tiếp theo, sầu chi, âm Hán Việt của nó là thủ cơ nhá. Thủ cơ có nghĩa là điện thoại di động. Lớp cùng đọc sầu chi. Chi. Sầu chúa. Sầu chúa âm Hán Việt là thủ trạc. Thủ trạc có nghĩa là vòng tay. Cô ấy thích vòng tay chẳng hạn, ta chỉ khoan sầu chúa. Sầu chúa. Tiếp theo sầu biểu, âm Hán Việt là thủ biểu. Có nghĩa là đồng hồ. Anh ấy thích đồng hồ đó là gì? Ta chỉ khoan sầu biểu. Tiếp theo sầu. Sầu thảo, âm Hán Việt là thủ sáo, là găng tay. Sầu thảo. Đó là bài này, sầu chi, sầu chúa, sầu biểu, sầu thảo. Này là bài 8 nhỉ. Anh nghe này là
Cái này mã số nó bao nhiêu nhỉ? Không có mã đúng không? 8 chấm. Chấm không. Rồi, tiếp theo 8.4 ạ. À, thứ nhất ta có lão sư. À, âm Hán Việt là lão sư. Lão sư là gì? Giáo viên đúng không? Lão sư là giáo viên. Thì lão nó chỉ là hư từ thôi nhá. Lão là già, nhưng mà lão trong này chỉ là hư từ thôi. Còn sư thì mới là thầy, chứ không phải là thầy giáo thì cứ phải già. Thế nên đang có lão rấn, lão nhân ấy, nghĩa là người già. Tôi là người già rồi chẳng hạn, của sự lão rấn. Tiếp theo húy sản, âm Hán Việt là vũ tản. Vũ tản nó nghĩa là ô che mưa. Vũ tản, bạn có ô che mưa không? Nghĩ hiểu húy sản hiểu dụng, âm Hán Việt là hữu dụng, nghĩa là gì? Có tác dụng. Vậy không có tác dụng nó nói là gì? Mấy hiểu dụng nha. Hiểu là có đúng không? Cố định của có nó phải nói là mấy. Mấy hiểu dụng không có tác dụng. Tiếp theo mẩy thiên, âm Hán Việt là mỗi thiên, có nghĩa là mỗi ngày. Mỗi ngày tôi đều rất bận. Mẩy thiên của tôi khẩn mạng. Mẩy nén, âm Hán Việt là mỗi niên, nghĩa là mỗi năm. Được. Mỗi năm anh ấy đều đến đây. Mấy nén tha tâu lái chưa lý. Mấy hảo, âm Hán Việt là mỹ hảo, có nghĩa là đẹp. Mấy hảo sân khố đấy, cuộc sống tươi đẹp. Mấy lý, âm Hán Việt là mỹ lệ, nghĩa là xinh đẹp. Ta khấn mấy lý chẳng hạn, cô ấy rất là xinh đẹp. Được. Tiếp theo khải biên, Hán Việt là hải biên, có nghĩa là bờ biển. Ủa dài khải biên, khả su, tôi đọc sách bên bờ biển. Khải miến, âm Hán Việt là hải miên, nghĩa là bọt biển. Bọt biển rất là trắng, nó thế nào? Khải miến, khẩn bái, khẩn bái. Xí chảo, âm Hán Việt là tẩy tảo, có nghĩa là gì? Tắm. Bạn đi tắm đi. Nghỉ truy xí chảo vào. Tiếp theo cảm xỉa, âm Hán Việt là cảm tạ, nghĩa là cảm ơn. Cảm ơn bạn. Cảm xỉa nỉ. Ỷ trinh, âm Hán Việt là dĩ kinh, nghĩa là đã từng. Anh ấy đã đến rồi chẳng hạn. Tha ỷ trinh lái lợ. Ỷ chén, âm Hán Việt là dĩ tiền, có nghĩa là trước đây. Trước đây tôi không biết nói tiếng Trung. Ỷ chén của Phú Phệ Xua, Khan Ủy. Tiếp theo béo diễn, âm Hán Việt là biểu diễn, có nghĩa là cũng nghĩa là biểu diễn. Ví dụ biểu diễn tiết mục là tiếng Trung chẳng hạn. Béo diễn, Khan Ủy, chiếu mù là tiết mục. Biểu hiện, âm Hán Việt là biểu hiện. Hay hiểu khấn khảo tôi biểu hiện chẳng hạn, anh ấy có một biểu hiện rất là tốt. Biểu hiện khẩn trấn khẩn chẳng hạn, biểu hiện rất là thành khẩn. Rồi. 8.4 đang nghe băng đọc theo phần này. Thính lưu in bình gân đủ, chú ý sân đeo đa phê. Listen to the recording and read after it. Pay attention to the collocation of tones. 老师老人雨伞有用每天每年美好美丽海边
海绵，洗澡，感谢，已经，以前，表演，表现。你好，啊，认识独体字，然后刚才少个是八茶高，哎，你那么多人，他是我爸，在中国那啷个，中国茶很好喝，我爱那个茶，我跟我好吃，安安好喝，我爱。Anh ấy rất cao, ta khẩn cao. Tiếp theo, nó có thể là trung, chén, trư, khơ. Trung có nghĩa là cái đồng hồ. Khăn trung, nhìn đồng hồ. Thì khăn trung sinh ra chỉ tiền rồi. Nhìn đồng hồ bây giờ mấy giờ? Chén là tiền. Ví dụ tôi xảo chén đúng không? Bao nhiêu tiền? Và có bao nhiêu tiền? Trư là ăn, đến bây giờ khơ là uống. Khảo trư, khảo khơ. Bạn nào làm cái này xoang lớn cuối tùng này, ta tự tạo câu cho thầy nào, là làm được nhỉ? Chỉ chú sổ, chú sổ, chú sổ, chú sổ. Đấy, đấy, đấy thì chưa. Các bạn online nào, còn trực tiếp nào? Các bạn online cứ bật mic rồi đừng có nhắn tin, thầy không kịp đọc tin nhắn nên tôi phân trò chuyện đâu. Là làm được nhỉ? Em.今天警察搞黑了。今天下午你想做什么？我想去商店买一个水果，买一个水果。明天你想做什么？明天我会去我的朋友家。你们班有多少个学生？我的。 班有100学生，是吧？100，100学生，你们学校有多少个老师？我们要50老师，5个老师，是吧？啊，今天。 Sinh miếng, à, sinh miếng từ này từ mới này, các bạn biết là tính danh, đấy, sinh miếng, nó ghi chữ này bạn, đây thì bật cái từ điển cho nó dễ, tưởng tượng. Ta phải tích cực dùng từ điển đấy nhá, nó tác dụng rất tốt đấy. Ta có thể tự học được, tự mở rộng được, tự trao dồi được, tự tra được, tự phân tích được. Xin mình. Xin mình. Ghi vào tính danh. Trước là bộ nữ, sau là chữ sinh. Đúng không? Còn miếng là trên là bộ tịch, dưới là bộ khẩu. Nó nhớ phải học bộ nhá, thì mới nhanh được nhá. Mà nào quên bộ thì lấy cái phần bộ thì hướng dẫn trước, viết lại. Không tìm thấy thì nhắn cho thầy, thầy gửi cho. Vừa học chữ vừa viết lại bộ. Nó giống bảng chữ cái của chúng ta đấy. Không thuộc chữ cái đọc sao được chữ. Nếu cái đấy chữ nào đánh vần thì cùng một quyết mới đọc được đúng không? Nhìn loáng quá cái là phải biết ngay. Chữ nghìn thấy chưa? Học tên. Xịa phấn này, truy xuyên xeo này, truy sang tiền. Và các thứ ở trong tuần. Đọc cho thầy một lần này. Xin chi y. Xin chi y. Xin chi san. Xin chi sư. Xin chi ủ. Xin chi liệu. Xin chi dư. Rồi, ta vào phần tích bài tập nào. An tâm, hôm nay thầy dạy chắc chắn là về sớm. Cứ mấy bạn khóc khóc là 9:30 chưa về. Mẹ tưởng đi đâu, chết dở. Cô dạy rất là nhiệt tình đấy,
chín rưỡi thì tính lương thì tính như 9 giờ thôi. Hôm trước cô dạy nó có hiểu bài không? Chỉ có buồn thôi đúng không? Không buồn cười đúng Có hiểu nè. thì không buồn cười đúng thầy, không vui như thầy. Thầy thì vui nhất của đất rồi. Rồi, tiếp theo, ta nghe phần này. Thứ 8课，我想喝茶. Lesson 8. I'd like some tea. 一，听力. One. Listening. 第一部分. Part 1. 第一到四题. 听词或短语. 判断对错. Questions 1 to 4. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如, example. 很高兴. Very happy. 看电影. To see a movie. 一茶茶 nghĩa là trà. Hai一个杯子一个杯子 nghĩa là một cái cốc. San吃米饭 chí mì phan nghĩa là ăn cơm. Sáng个人 nghĩa là ba người. Thứ 2部分 Part 2. 第5到8题，听对话，选择与对话内容一致的图片. Questions 5 to 8. Listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如, example. 你好. How do you do? 你好。 很高兴认识你. How do you do? Nice to meet you. 五，你想吃米饭吗？ 我想吃。 五，你想吃米饭吗？ Bạn muốn ăn gì? Ăn cơm không? Tôi muốn ăn. Tôi không muốn ăn là gì? Tôi không muốn ăn. Cố định của chẳng là không nhé. 六，明天你想吃什么？ 我想吃中国菜。 6. Minh天你想吃什么? 我想吃中国菜. Ngày mai bạn muốn ăn gì? Tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc. Đồ ăn Nhật Bản là gì? Rất vẩn chai. Đồ ăn Việt Nam Việt Nam chai. Đồ ăn phương Tây Xi Phang. Xi Phang chai Tây Phương. 请问, 这个杯子多少钱? 38块. 七，请问这个杯子多少钱？ 38块. Xin hỏi cái cốc này bao nhiêu tiền? 38 đồng. Thường họ thêm một chén đằng sau mà nó 38 phải chén thì mình đúng. Đây họ biết thiếu.
thì họ nghĩ người ta chưa học cao như thế, thì họ sẽ viết vào. 八. 你朋友家有几口人? 他家有四口人。 八. 你朋友家有几口人? 他家有四口人。 Nhà người bạn của bạn thì có mấy khẩu người? Nhà anh ấy thì có bốn khẩu người. Học thì quay thùng xế trai túi viên nào của bạn đọc lại lên đây. Mời bạn là Đi san bộ phận Part 3 Đi 9 到 12 thí Thiên chữ zi, hủy đá vấn thí. Questions 9 to 12. Listen to the sentences and answer the questions. 例如 Example 下午我去商店,我想买一些水果. I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 她下午去哪里? Where is she going this afternoon? 明天他想去商店买一个杯子。他想买什么？想买一个杯子。明天他想去商店买一个杯子。他想买什么？他想买一个杯子。 十, 他想喝茶, 你呢? 他想喝什么? 他想喝茶, 他想喝茶, 你呢? 他想喝什么? 他想喝茶。 十一，大卫今天下午去中国朋友家喝茶。大卫今天下午去哪儿？ 十一，大卫今天下午去中国朋友家喝茶。大卫今天下午去哪儿？ 喝茶的话，去中国朋友家喝茶。不光要念，要干干净净，念两多，那个对的，你不能读。十二，这个菜38块，那个菜49块。那个菜多少钱？十二，这个菜38块。 那个菜49块。 那个菜多少钱? 那个菜49块钱。 bắt đầu phải là块钱。 OK, mời một bạn đọc lại cái phần đầu tiên là đi bộ phận là bạn Văn Ngọc Dung. Là bạn là gì? Văn Ngọc Dung ạ. Đây. Đưa tay. Dạ, y cơ bây giờ, y cơ bây giờ, trừ, trừ mỹ phan, sang cơ rấn. À, câu 5, câu 6 nào, mời bạn là Vân Trang nào. Vân Trang, sư sấy. Em à, không phải, không đi học à? Không phải, Vân Trang ơi! Như các bạn nào là Vân Trang đâu. Có bạn Trang thôi nhưng các bạn Vân Trang. Bạn Thương Vi được. Thương Vi ăn cơm lâu thế nhỉ? Dạ, em xong rồi ạ. Ok, đọc 5, 6 thầy được. Vâng ạ. Mì xẻng chư mì phan. Bố xẻng chư mì phan. Mình thiên mì xẻng chư sần mơ. Bố xẻng chư chung của chai. Đó, xin chào.
78 nào, bạn Phương nào. Phương. Em ạ. Vậy Chị Vân. Chỉnh quân trước cơ bay chứ tua sao chuyện tua thao thiến thiến san san sứ san sứ ba khỏe san sứ phải tám ăn nỉ phấn yêu cha chầu chi khẩu rấn dầu dầu nhá dầu chỉ khẩu rấn chỉ khẩu rấn ta cha chầu sư khẩu rấn hẳn hảo xin chào. Đó, đọc và trả lời câu hỏi nào, không cần dịch nhá. Mời bạn bạn Hương Anh nào. Mình thiên ta sẽ truy sang tên mãi ý cơ bay chữ. Ta sẽ mãi sân mơ. Ta sẽ mãi ý cơ bay chữ. Ta xiang khơ chá, nhỉ nơ. Ta xiang khơ sân mơ. Ta xiang khơ chá. Chuẩn chê. Nào, câu tiếp nào. Mời bạn Quỳnh nào. 11, 12 nào. Quỳnh ạ. Quỳnh nhưng bạn nộp bài bạn nghỉ thôi. Bạn Minh Thư nào. Minh Thư. Đây ạ. Chị nghỉ. 11, 12 ạ. Ta quay chín thiên siêu truy chung quả bằng yêu cha hứa cha hứa trả hứa trả ta quay chín thiên siêu truy truy nã truy nã chung quả bằng yêu cha cha cưa trai san san chữ san chữ ba san chữ ba khoai la la cưa chai sư chữ triệu khoai la cưa chai thua la cưa chai thua sao chén sư sư triệu khoai sư sư triệu khoai hân hảo đó là sao phần duyệt tú đó. Các bạn mở ngược ở sách bài tập cho thầy nào. Bài 8 gì? 28. Rồi, tiếp theo đọc một lời phần này nào. Mời bạn Lê Đạt nào. 13 nào. Sang. Tây với chùa. Tây là đúng chùa là sang. Quét đúng không? Tây với chùa. Chá là trà. Tua. Chùa. Chùa, ok. Chùa. Chư phan là ăn cơm, tuệ. Mỉ phan là cơm, chùa. Sư cơ xuế sân là bốn học sinh, tuệ. Khơ trá, chùa. Lũ. Xin hỏi cái bài bao nhiêu tiền? 25 khoai. Xin hỏi cái cốc này bao nhiêu tiền? 25 đồng. Bạn muốn uống gì? Tôi uống trà, cảm ơn. Bạn muốn uống gì? Tôi uống trà, cảm ơn. Nguyễn Minh à? Nguyễn Minh. Nguyễn Minh ạ. Đây ạ. Chính đi. 20. Ni khảo, chứ cứ chai chua sao chán. Chứ chai 13 khoai.
下午你想去哪？去哪？去哪？我想去商店买个杯酒。nghĩa là gì? Câu 19 là xin chào cái ly này bao nhiêu tiền? Xin chào, cái món ăn này bao nhiêu tiền? À, món ăn này bao nhiêu tiền? Món ăn này 18 đồng. 18 đồng. Ừ, tiếp 21. Buổi chiều bạn muốn đi Bạn đâu? muốn đi đâu? Tôi muốn đi cửa hàng mua một cái cốc mãi cơ pay chữ. Đây là họ lược bỏ chữ y đi nhá, cơ pay chữ. Rồi 22 nào, 10 22 23 nào, mời bạn là Quỳ Dương nào. À hả, Mình thiên nghỉ truy xế sao mà. Ngày mai bạn có đến trường học không? Phú truy mình thiên của truy phớ yêu cha. Không không đến, ngày mai tôi đến nhà bạn của tôi. Ủa xẻng chưa mỉ phan, tôi muốn ăn cơm. chị Bích Ngọc nữa, 24 25. Bích Ngọc mình ăn cơm. Nín hảo, nín khưa, chà má, chà má. À, nghĩa là gì ạ? Xin chào. Ừ, anh có muốn Anh có muốn uống trà không? rồi. Của ma mà khuây chua, chung của trai. Mẹ tôi thì biết nấu món Trung Quốc ạ. Ừ, rất hảo. Rồi, còn các bạn khác thì không thấy nộp bài cho thầy nhỉ? Nãy giờ thầy thấy là hai em này nhưng không chưa thấy trả lời này, đúng không? Đúng là không nộp bài đúng không? Ừ. Giải trình nhá, sao không nộp bài nào? Làm với thầy thế nào? Con nhớ nộp bài nhé, biết em làm nào, làm chưa? Chưa xong cái từ mới này. Ừ. Sau là sau xong cái gì thì cứ nộp nhá, xong là bổ sung sau. À, Lý sản truy sang tiên mãi sớm không? À, À, nghĩa là bạn muốn đến cửa hàng mua cái gì ạ? À, nhỉ cha yếu chi khẩu rắn. chỉ một là Chi khẩu rắn. À, nhà của bạn thì có bao nhiêu người ạ? cái nhớ xong là bạn. Em chưa làm xong hết cái kia cái từ. Thế thì sau cứ nộp đi nhá, sau chưa xong sau một lít nữa thì cứ nộp rồi sau nhá. Nếu Có mà nộp bài, có nộp bài cho thầy thì em mới muốn làm, tức là em chẳng làm chẳng nộp cho ai, dần dần em không muốn làm đâu, em hiểu ý không? Tuy nộp bài thầy em chỉ thấy hình thức thôi, vì thầy em nộp bài thầy chẳng làm gì em, không chẳng làm gì em luôn, nhưng mà như thế em dần dần không làm bài nữa mà học nó tốt đi, và mọi thứ đầu tư vào mình mất đi đúng không? Cố gắng nhé. Nếu mà sẽ xạo yếu tôi sẽ sử dụng trường của bạn có bao nhiêu học sinh? Nghĩ học chưa chưa cơ bây giờ tôi sẽ chán là chào bạn cái gốc này bao nhiêu tiền? Có chưa thêm làm nó có 30 nhận 12. Nghĩ hiểu tôi sẽ nghĩ Sao ở chỉ có Trung Quốc phần nhỏ. trong trường hợp này dùng chỉ tôi sao? Hả? Vì nó có chữ cơ đằng trước chứ nhỉ? Nó có chữ cơ nhá. Vì nó có lượng từ, chúng ta sẽ đoán nó sẽ dùng là chữ chỉ. Còn nó không có lượng từ, nó sẽ dùng chữ tua sảo. Đây là mẹo khi làm trong giảng bài tập như này. Có lượng từ thì dùng chữ gì? Chữ chỉ. Không có lượng từ thì dùng chữ tua sảo. Tôi xảo chén này, tôi xảo xuế sâm này đúng không? Nhưng mà chỉ khẩu rấn này, chỉ cơ Trung Quốc bằng nhiêu rồi. Rồi, 8.2 là ta lại dở lại phần đáp án cho thầy nhé. Và các cái chữ này thì mỗi chữ ta nhớ tập viết một chữ mấy dòng? Ừ, hai dòng đi, đúng không? Đủ 10 chữ được, một dòng thường nó không đủ 10 chữ.
Thứ nhất, nó có từ ủy yến. Âm Hán Việt là ngữ ngôn. Nghĩa là ngôn ngữ. Tiếp theo, quảng cua. Âm Hán Việt là quảng bá, nghĩa là phát sóng, phát thanh truyền hình, gọi là quảng cua. Từ nhà Trung Quốc quảng cua tên sử thái là truyền hình trung ương Trung Quốc. Trung Quốc Trung Giang quảng cua tên sử thái thì quảng cua tức là phát truyền bá rộng rãi, giống như truyền thông ấy. Với dịch là truyền thông cũng được. Sủy phín âm Hán Việt là thủy bình, có nghĩa là trình độ. Tha thơ khang những sủy phín khấn khảo, trình độ tiếng Hán của anh ấy rất là tốt. Hiểu mến âm Hán Việt là hữu danh, hữu danh nghĩa là nổi tiếng. Anh ấy rất nổi tiếng. Tha khấn hiểu mến. Tiếp theo, tá xảo, ông Tuấn Việt là đả tạo. Đây là quét dọn. Tá xảo pháng chen. Tiếp theo, xí chảo, ông Tuấn Việt là tẩy tạo. Nghĩa là tắm. Tha chai xí chảo, là như đang tắm. Tiếp theo, khảo sử, ông Tuấn Việt là khảo thí. Nghĩa là thi. Ngày mai tôi có kỳ thi chẳng hạn. Mình khen mới hiểu khảo sử. Yến sủy trong tiếng Việt là dẫn hứa, là cho phép. Anh ấy cho phép tôi về nhà, thế nhưng cấm 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 trại. Tha yến xúy của quấy cha. Cho phép. Rồi, đang nghe băng đọc theo phần này. File này là file bao nhiêu nhỉ? 8 chấm mấy nhỉ? 8.2 đúng không? 3. Yu yin. 3. Pronunciation. 第一部分. Part 1. 第1到8题. 听录音，选择听到的双音节词语. Questions 1 to 8. Listen to the recording and mark the disyllabic words you hear. 一，语言. R. 广播. 三. 水平. 四. 有名. 五. 打扫. 六. 喜好. Chi 考试. Ba 允许. Tiếp. Thứ nhất, ta có từ xảo xin. Âm Hán Việt là tiểu tâm, nghĩa là gì? Tiểu tâm đố ra là gì? Cẩn thận. Nhá, cẩn thận. Lý xảo xin à? Cẩn thận nhé.
Xảo mính, âm tiếng Việt là tiểu danh. Tiểu danh là gì? Tên phụ. Tiếp theo chủng chư, âm tiếng Việt là tổng chi, nên là tổng cộng. Xem nào. Chủng chư, tổng cộng là tóm lại, để nó có nghĩa như vậy. Chủng chư lái xua, tổng hợp lại mà nói như vậy. Chuẩn xứ, âm tiếng Việt là chuẩn thời, nghĩa là đúng giờ. Bạn lý do chủ xứ với cha nghĩa là gì? Bạn phải đúng giờ về nhà. Tiếp theo chủy xính, âm tiếng Việt là cử hành, nghĩa là tổ chức. Tổ chức hội nghị là chủy xính khuê y. Tiếp theo lủy xính, âm tiếng Việt là lữ hành, nghĩa là gì? Lữ hành thì công ty lữ hành thì công ty gì? Du lịch. Rồi mình có thích đi Trung Quốc du lịch là thế nào? Tôi chỉ khoan đi Trung Quốc lữ hành. Tiếp theo xảo sứ, âm tiếng Việt là tiểu thời, nghĩa là tiếng. Một tiếng là gì? Một cơ xảo sứ. Hai tiếng là lẻng cơ xảo sứ. Sấu chữ, âm tiếng Việt là thủ chỉ, nghĩa là ngón tay. Ngón tay của tôi bị đau rồi hả? Tôi xấu chữ thấn là đau. Tiếp theo chuyển chứa, âm tiếng Việt là tuyển trạch, có nghĩa là chọn lựa. Bạn chọn lựa cái nào hả? Lý chuyển chứa nả cơ. Tiếp theo từ xí chảo, tẩy tạo, nghĩa là gì? Tắm. Cái này trong bài gặp mấy lần liền. Tiếp theo thảo củ, âm tiếng Việt là bào bộ, nghĩa là chạy bộ. Anh mỗi ngày đều chạy bộ. Ta mấy thiên tấu thảo củ. Chủng sự, âm tiếng Việt là tổng thị, nghĩa là luôn. Luôn anh luôn rất muộn mới về nhà. Ta chủng sự khấn hoãn trái với cha. Dễ xủy, âm tiếng Việt là giã thử, nghĩa là có lẽ. Dễ xỉ giá hứa chứ không phải giá thử. Giá hứa, giá hứa nhá. Có lẽ tôi muộn mới về nhà. Dễ xỉ của khấn hỏa tại với cha. Cảm mạo, cảm mạo có nghĩa là cảm cúm. Tôi bị cảm rồi, có cảm mạo rồi. Bì chào, âm tiếng Việt là bì chào. Âm tiếng Việt là tỉ dạo, là tương đối. Tương đối hoặc so sánh, cũng là bì chào. Bì chào ý chào là so sánh một chút. Giống từ tôi bị còn bị treo hỏi là tương đối tốt. Bị treo bị sai, âm tiếng Việt là tỉ đái. Bị sai tỉ đái nghĩa là thi đấu, thi đấu tiếng Hán này ạ. Theo ai giỏi hơn là khác như bị sai, thi đấu bóng đá này ạ, chú chiếu bị sai. Part 2 第9到16题 听录音给下列词语标注声调
Questions 9 to 16. Listen to the recording and add the tone marks to the following words. 九, 小心, 小明, 十, 总之, 准时, 十一, 举行, 旅行, 十二, 小时, 手指, 十三, 选择, 洗澡, 十四, 跑步, 总是, 十五, 也许, 感冒, 十六, 比较, 比赛, 很好。 Rồi, ta mở giáo án bài 9 nữa nào. Cần tập viết đấy nhá. Nhớ là mở tập viết. Viết 1-2 chữ thôi là cũng là viết. Nó là rất là quan trọng của chúng ta. Để chúng ta nhận diện được là cái bộ đấy có vấn đề gì không? Có cái chữ nào cần phải hỏi thầy cho nó bộ nó nghĩa là gì không? Học đi chiều cơ, nì ớ dự trai nào cung chua, chân xứ, lớp đọc lại cho thầy. Nì ớ dự trai nào cung chua, chân xứ. Bài 9, con trai của bạn thì làm việc ở đâu? Từ mới đúng không ạ? Thứ nhất là có từ xẻo, âm ấy là tiểu, là nhỏ. Tả là đại, âm ấy là to. Thì không to, không nhỏ, không xẻo, không tả. Là có từ thích hợp, âm ấy là hợp thích và hứa sự. Chữ sử bên trên là có từ sứa là thiệt, có từ sứa thẩu, thiệt đầu tức là cái lưỡi. Thì chữ thẩu đây chức năng nó chỉ là hư từ nhé, thực từ thì vẫn là chữ sứa. Đó là cùng đọc xẻo, tả, cớ sử, sứa thẩu. Là câu như thầy với cả từ cớ sử. Cụ cớ sử. Cụ cớ sử. Nghĩ nhỉ? Tôi cảm thấy tôi cũng thích hợp. Của chế đó. Nỉ khớ của, của khớ nỉ, khu khớ sư. Thế đơn giản đấy thôi. Của papa, papa, sư. Khớ của, khớ sư rất là thích hợp với tôi. Nó hợp tính với tôi. Bạn cảm thấy có thích hợp không? Nghĩ cái này là Apple ấy. Rồi, rồi từ tiếp nhá. Mới có qua rồi, 1-2 chữ viết không được thì thôi về nhà viết rồi. Từ khứa này, trên là bộ nhân này, dưới chữ nhất là bộ khẩu ấy, đúng không? Từ sư này, bộ thiệt này và bộ quay xước. Mới về bước xa, bước dài.
ở trong chữ phồn thể thì chữ sử viết rất khác, chữ thấu cũng viết rất khác, phải hết sức lưu ý cái này. Nó cũng là mấy các bộ kia thôi, không có gì cả. Ví dụ nhá, chữ thấu chẳng hạn, bên này nhất khẩu bát nhất nó tạo thành chữ tẩu là đậu, hạt đậu. Bên cạnh là bộ diệp, nó về trang sách thì trước là chữ đậu, sau là chữ diệp. Chữ sư này cũng thế, theo chữ phồn thể này, chấm đầu này, bát này, bộ quinh này, chữ thập, chữ khẩu này, quay xước này. Đấy. Thì ta cũng ghép lại thôi, đều là các bộ trong cái bảng bộ đấy hết, giản thể hay phồn thể cứ nằm trong cái bảng bộ đấy hết. Rồi tiếp theo, ta có từ miêu, là con mèo, đọc là mao, và người ta thường gọi mèo là xẻo mao. Chữ mao trước ta có bộ khuyển, đối với con vật đọc là chuyển, tiếp đến là bộ thảo đầu, dưới là bộ điền. Bố cha giảng y chữ chảo mau, nhà tôi thì nuôi một con mèo. Đó. Rồi, chúng ta đặt câu với cả từ mau như thế này. Các bạn bài này. Là chị Bích Ngọc ạ. Bố sáng nãy cưa chảo mau. Y chư chảo mao, lượng từ con vật là chư. Là Minh nào. Minh Thư. Vi Phương. Ờ, chỉ khoan chảo mao. Đó, Trang. Của ai, khẩn ai chảo mao. Ờ, Thương Vi. Phương Thùy. Phương Vi nói đi em. Dạ, em quên không bật mic ạ. Của cha yang y chư xiao mao. Ờ, đọc lại cũng được. Phương Thùy. À, tiêu sư tơ xiao mao. Cái gì xiao mao, nói gì em? Tiêu sư tơ xiao mao. Mèo, sư, đi. Mèo của tôi đi, của tơ xẻo mao. Không ạ, mèo đi lạc ạ. Cái gì? Mèo gì? Mèo đi lạc thì à, tiêu sư. Tiêu sư tơ xẻo mao. Mí lù chứ, đi lạc ở bên. Mí lù tơ xẻo mao. Mèo đi lạc. Ô anh Phan. Y xẻo mao. Y chư xiao mao, em muốn nói gì nhỉ, anh Phan nhỉ? À vâng, là một con mèo là vừa rồi. Y chư xiao mao, hợp sự rồi, là thích hợp rồi đúng không? Vâng. Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc. À, ta rất thích xiao mao. Rất hảo, Minh Thư. Rồi. Tiếp. Ta có từ trải, âm ở bên là tại, là ở, đang, là một phó từ. Trải ví dụ như là nỉ trải nỏ nữa, bạn ở đâu vậy? Ủa trải su sửa, yêu yêu ở lý phóng chen, tôi ở ký túc xá phòng 1120. Ở trong cái từ su sửa thì bên trên ta có bộ miên này, bộ nhân đứng này, và chữ tải là bách là trăm. Là chữ sửa là xá ấy, thì trên là chữ nhân, dưới là bộ thiệt, nó về lưỡi, đúng không ạ? Nhân với thiệt ghép lại với nhau thôi. À, chải, và lâu cũng đọc chải, nghỉ chải nào nữa? Của chải su sửa, yao yao ở lính phán chiến, tại, ta lưu ý số 1 thì đọc là yao nhá, số 1 đọc là yao. Yao là lính phán chen. Rồi, bởi vì nghĩa là ở đâu đó nè, đặt câu từ trai cho thầy nó. Ta sẽ nào. Ta sư y sơn trai y dân công chúa. Y sơn trai y. Của trai xuế xeo. Trai xuế xeo. Ta trai của học hưởng cha. Trai của học hưởng cha. Của trai của cha. Của trai của cha. Quả chai sang tiền phải y cơ bây giờ. À, sang tiền mà được bây giờ. Tha phấn yêu chai nạ. Tha phấn yêu chai nạ. Rồi, chai ở tại. Rồi, tiếp.
trai có ý nghĩa là đang làm điều gì đó, thì trai sẽ đặt trước động từ, ví dụ như là nǐ zài zuò shěnme nè, bạn đang làm gì vậy? Của trai xuế xí khá nhủy, tôi đang học tiếng Hán, đúng không? Rồi, đặt câu với cả từ trai này cho thầy nào, với bạn Vi Phương nào. Của trai Trung Quốc Đang làm gì mà của đang trai Trung làm Quốc việc là từ ở Trung Quốc, trai là trước động từ, tôi đang học tiếng Hán. của trai xuế xứ Hàn Nghị. Hiển thủy trang nào, Của trai xuế xí Thương Vi. của trai sang trọng máy tính của Oanh Phan. Chuyến trai xuế xí Hàn Du xí Hà Nội. Hàn Du Bạn Mỹ Ngọc. của trung gia xuế Trung Quân. Của trai xuế Trung Quốc, Bảo Minh Thư. Của trai cha Người cha cha là tôi ở nhà rồi, tôi đang người làm nhà gì? TV. Trai Khan, tên sư. Hôm nay có rất nhiều bạn online là không đủ bài tập cho thầy nhé. Bạn Phương Thùy này, bạn Minh này, Minh Thư, Mỹ Ngọc, Anh Phan, Thương Vi, Trang, Vi Phương như thầy từ nãy giờ. Mình có Thương Vi có nộp không nhỉ? Không em đủ nào? bài rồi thầy ạ. Này ạ. Không có nộp Vi Phương, đúng rồi, đọc nhầm, nhưng còn mấy bạn khác thì không thấy nộp gì cả. Nộp nhá. Nộp bài mà có động lực làm bài em ơi. Nộp nó không có động lực làm bài đâu, sau mấy hôm là chán đấy. Thế nào? Nó có từ nở ở miền Việt là ná nhi, là chỗ kia. Thì tương ứng như thế ta sẽ có từ nà lỉ, ná lý, có nghĩa là chỗ kia, thì họ hay dùng chữ nà lỉ nhiều hơn. Chữ nà là theo kiểu âm cong lưỡi của người Bắc Kinh. Chửa là đây, chửa lỉ là chỗ này. Trong sách học thì thường xuất hiện là nở với chửa cong lưỡi, nhưng trong thực tế thì họ thường nói là nà lỉ và chửa lỉ. Các lớp cũng đọc nở, nà lỉ, chửa, chửa lỉ. Rồi đặt câu về hai từ này nhé. Từ nào cũng được. Thầy Thế nào? Sao thì cô ừ, đây nào thế nào? Thế nào ở đâu? mùa trai chưa lì Thế chưa lì. ở truy nào Cụ truy nào? thì thì trai ở đây Trời trời chưa hả? um. Viết từ đi, không biết. Không bị vẽ trong từ này cũng được này, vẽ thẳng vào đây. Của tờ su, trái nào? Chúng ta không tiện viết, tập vẽ luôn ở trong buổi giáo án đây cũng được. Nhá, từ giáo án là cái để vẽ mà, cái mờ mờ này, vẽ thẳng vào đây nhá, phải viết chứ, chúng ta đi học phải viết chứ, ngồi cứ nói không nhớ được đâu, phải kết hợp cả hai đấy. Ví dụ ta có từ cẩu, cái là cẩu chó, cái cẩu đó nhất là có bộ khuyển, là con vật đúng không? Sau ta sẽ có là xéo cẩu, tiểu cẩu là con chó. Thì chữ cẩu nếu bỏ bộ khuyển đi thì ta sẽ có là chữ truy là cú là câu, ví dụ một câu nói chẳng hạn, hoặc là ý truy khoảng. Ý truy khoảng câu nói. Rồi đặt câu với cả từ cậu cho thầy nào. Mời bạn Vi Phương nào.我喜欢小狗，Cháu cậu Trang nào.小狗。Trang Thương Vi.我养一只小狗，Cháu cậu cậu狗。Oanh Phan. Mỹ Ngọc.
那个特别活泼。cái gì đấy? Em nói gì anh thấy nghe chưa hiểu.那狗特别活泼。À, chưa biết khổ cua. À. Rồi, bạn Minh nào. Chị Bích Ngọc. À, Phương Thùy. Cô sẽ mãi chứ sao cậu? Ủa sao mày chưa sáu cậu hả nào? Phương Thùy. Sáng mai sư à y sư sáu cậu. Y chưa sáu cậu hả nào? À, tiếp nhá. Ta có từ ỷ chữ, âm ở Việt là kỳ tử, là ghế. Như y bá ỷ chữ, nhất bả kỳ tử là một chữ ghế. Ỷ chữ, chữ ỷ trước có bộ mộc đại với chữ khả, chữ cửa. Hello, cùng đọc ý chữ. Y bá ý chữ. Bả là lượng từ dùng để dùng những vật có tay cầm nhé. Đấy là câu từ ý chữ. Mình mình thiên của mama chi sư trắng mãi y bá ý chữ. Mãi y bá ý chữ. Ờ. Tôi cha yếu. Tôi ý. Nhiều nhiều bao nhiêu? Có rất nhiều. Chú khẩn tua ý chứ. Của phòng che dòng ý cơ bê. Ý ba bê chứ. Ý ba ý chứ. Ý chứ. Ngồi cha dầu. Đáng cưa ý chứ. Ý chứ nữa nào? Chứ cưa ý chứ. Tôi sao chén. Cái nào lì? Sang đen. Mãi. Bạc. Chữ. Mãi. Mãi. À mãi mãi đúng rồi. Mãi y. Mãi y. Y bá y chữ. Và nếu mà không có chữ y thì đọc là mãi bá y chữ. À. À, tiếp theo ta có từ xa miền, âm ở Việt là hạ diện ở bên dưới, xa miền thượng diện ở bên trên, kẻo miền biểu diện nghĩa là bề mặt. Ở lớp cùng đọc xa miền, xa miền kẻo miền thì chữ xa miền hiểu như bản su, nghĩa là ở bên dưới cái ghế thì có một quyển quyển sách. Đúng không? Là đặt câu với các từ này như thế. Mời bạn Vi Phương. Mời em chưa nghĩ ra. Tôi ở bên dưới đợi bạn. Của mình của trai của trai cha miền tấn nỉ tấn nỉ là câu với cha miền sang miền kiểu miền đều được. Nó nghĩ cái gì để giống tiếng Việt nhưng mà trang nào em à? Em ai đó của tơ bây chư sang miền ý chư. Chai. Cái gì nhỉ? Em muốn nói cái gì nhỉ? Em nói là cái cốc của tôi ở trên cái ghế. Của tập bay dự chai ý chữ sang miệng. Ý chữ sang miệng. Em muốn viết đi, thầy bảo phải viết. Không viết nó, viết một hai chữ cũng được. Không phải viết hết, nhưng mà không viết nó không thuộc cái ông. Không về nhà lại viết chay. Tức là viết chay là gì? Không nhìn vào cái gì cả, vô thần, vô thức, vô thánh. Cứ ngồi viết không thì cái đấy là vẽ chứ không phải là học. Nhá, viết như thế là còn không có tác dụng gì cả đâu. Nó khi viết là đang phân tích như này này,
viết luôn thì nó mới nhớ. Hiểu ý không? Thì thầy nhắc viết thì cứ bảo cứ cười cười mà chẳng biết gì, về không hiểu bài đâu. Tiếp theo bạn là Thương Vi. Ichi xiao men yǒu yi chi xiao mao. Ừ, hắn hảo. Của anh Phan. Vâng ạ thầy. Sửa xi sang sang men yǒu xi bàn shu. Chua chữ sang mẹ nhiều y bẩn su. Em đọc thế thì hiểu. Bẩn su. Em phát âm gần như sai hết. Chẳng qua thầy đoán đoán là em nói cái gì thôi, chứ còn gần như là sai hết, nghe không hiểu gì. Nghe như tiếng Mỹ, không tiếng Trung đâu. Bạn Mỹ Ngọc nào. À, sang mẹ chữ y yue cơ. Cái gì nhỉ? À, bên trên là lớp học âm nhạc. Ờ, sang miền chữ sư in duyên in in yeah. duyên ban in duyên ban. Ừ, ban là lớp con cưa, tức là giờ học âm nhạc. Nào bạn Minh Thư nào. À, chua chua chi tỷ xia à, dầu y à, bấy xuôi ạ. Y bấy xuôi. Bấy xuôi. Ừ, phát âm toàn sai thôi em, nghe không hiểu lắm. Minh nào. Bích Ngọc ạ, à, chị Bích Ngọc ạ. Chị Y sang men dầu y cưa, dầu y cưa bảy chữ. Y cưa bảy chữ. Phương Thủy. Em chưa nghĩ ra. Ừ, chưa nghĩ ra. Cố gắng nghĩ ra nhá. Với nhau ta có từ nỏ, âm tiếng Việt là lá nhi ở đâu? Nǐ zài nǎ xuế qí kān yǔ, bạn học tiếng Hán ở đâu? Wǒ zài wǎng shǎng xuế qí kān yǔ, bạn học tiếng Hán ở trên mạng. Wǎng shǎng là vọng tượng, là trên mạng. Ở lớp cùng đọc nǎ. Nǐ zài nǎ xuế qí kān yǔ. Nǐ zài nǎ xuế qí kān yǔ. Wǒ. Wǒ zài wǎng shǎng xuế qí kān yǔ. Ừ, đặt câu với từ nỏ như thế. Đi chui nỏ. Đi chui nỏ. Ta chai nỏ. Ta chai nỏ. Đi chai Trung Quốc. À, đi. Đi chư Trung Quốc chai nỏ. Đi chai nỏ chư Trung Quốc chai. À, đi chai nỏ. Mải xuế của. Đi chai nỏ mải xuế của. Ừ, đi ba ba chai nỏ. Đi ba ba chai nỏ. Mama China. Đi cơ cơ China. À, đi cơ cơ China. Thế thôi. Rồi, tiếp theo. Ta có từ công chủ, âm tiếng Việt là công tác, công việc, hoặc là động từ làm việc. Nǐ zài nǎ gōng zuò, bạn làm việc ở đâu? Wǒ zài xuế xiào gōng zuò, tức làm việc ở trường. Ở lớp cũng đọc công chủ. Nǐ zài nǎ gōng zuò? Wǒ zài xuế xiào gōng zuò. Là câu với từ gōng zuò thì Vi Phương ạ. Wǒ zài gōng zhì gōng zuò. Ừ, là Trang ạ. Wǒ zài kān shù gōng zuò. Wǒ zài gì? Wǒ zài gōng shì gōng zuò. Nghe không rõ luôn. Tương Vi nào. Nǐ bà bà zài nǎ gōng zuò. Thế nào, Oanh Phan nào. Nǐ zài nǎ gōng zuò. Ừ, thế nào, bạn Mỹ Ngọc nào. Wǒ zài jiào shì gōng zuò. Ừ, Minh Thư nào. Nǐ zài nǎ nǐ nǐ zài nǎ nǐ gōng zuò. À, nǐ gōng zuò. Rồi, từ tiếp theo. Ta có từ ớt tử, âm hàm việt là nhi tử, nghĩa là con trai. Nữ ớt, nữ nhi là con gái, còn chữ nữ tử nữ là con gái nói chung.
那我们儿子、女儿、子女。Rồi, chị Bích Ngọc này, đặt câu với một trong ba từ này. 我的女儿就十二岁，con gái tôi 12 tuổi. Bạn Phương Thùy. 我妈妈有儿歌女儿。 Lạng cơ nữ ạ. Không nói ao cơ mà nó phải là lẻng cơ, khi biểu thị số lượng là hai ta phải nói là lẻng. Rồi, tiếp theo ta có từ y viện, âm Hán Việt là y viện nghĩa là bệnh viện. Và phụ chín sư y sông cha y viện cung chủ, tức là bố tôi là bác sĩ và làm việc tại bệnh viện. Lớp đọc y viện của phụ chín sư y sông cha y viện cung chủ. Là câu từ y viện. Của mama chạy y viện công chúa. Y viện. Của chị chia tay viện. Của chị chia tay y viện. Của cơ cơ chạy y viện công chúa. Chúa. Của chị hoa chạy y viện. Của chị hoa chạy y viện. Y viện. Vì tôi không cảm mạo nữa, nó tiếp theo ta có từ y sinh, âm Hán Việt là y sinh, là bác sĩ. Thì bác sĩ ta sẽ có bệnh nhân là bình lấn, hộ sĩ y tá thì gọi là phụ sĩ. Cái khu là trước ta có bộ tay gậy với động tác tay, bộ này đọc là sẩu. Là bộ thủ hay bộ tay gầy, nó phải động tác tay. Sau đó có từ khủ là bộ hộ, nó về căn hộ, đọc là khủ. Ví dụ như hộ tịch chẳng hạn, tức là những người đến ở phải đăng ký, gọi là khủ trí. Khủ trí, tịch. Còn trong từ pin, bên trên có bộ bệnh, hay gọi là nó về bộ nạch, nó về bệnh tật, đọc là lửa. Bên trong nó có chữ pin là bộ bính. Thứ ba trong can chi là bộ pin, bộ bính. Pin là bính. Nếu bỏ nét ngang ở trên thì có từ nảy là nội, bên trong. Nơi xiền này, nội tuyến này, nội gián này. Lớp cùng đọc y sinh, bệnh nhân, phụ sĩ, sẩu, phụ, phụ trí, nửa, bệnh, này. Là câu từ bệnh nhân cho thầy là vi phương. Rồi. Trang nào? Câu có từ khu sự nào? Bạn câu với từ y sinh mà, bạn Tương Vi nào? Của bạn yêu sư y sinh. Bạn Oanh Phan nào? Đặt câu với từ bình luận nào? Oanh Phan. Ngọc, ta đi em. Vâng, y bình luận. Cái gì? Vâng, em không nghĩ được, em chỉ nghĩ một bệnh nhân được. Ví dụ như là tôi ở bệnh viện, tôi là bệnh nhân. Của trai y yuan, của sư bình luận. Đơn giản thôi. Nào. Ok, rồi chúng ta lại lấy cái bài giao tiếp từ Hán, bài của cha đọc lại một lượt cho thầy nghe nào. Nó chức năng để ôn tập mà. Đó, bài giao tiếp tiếng Hán nào, đúng không ạ? Lớp cùng đọc với thầy nào. Chào anh là gì? Đọc to là nín thở. Anh có khỏe không? Tôi rất khỏe. Còn anh? Tôi cũng rất khỏe. Xin hỏi quý danh của ngài là gì? Tôi họ Cao.
tôi gọi là Cao Khai. Quen anh tôi rất vui. Úa khẩn cao xin. Quen anh tôi cũng rất vui. À, bố mẹ anh có khỏe không? Cảm ơn, họ đều rất khỏe. Nhà anh có mấy người? Nhà tôi có 4 khẩu người. Có ai? Bố mẹ, anh trai và tôi. Bố tôi là bác sĩ. Mẹ là giáo viên. Anh trai là công nhân. Tôi là sinh viên. Tôi học tiếng Hán ở trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi rất thích học tiếng Hán. Bây giờ tôi biết nói một chút tiếng Hán. Trước đây tôi không biết nói tiếng Hán. Bây giờ tôi biết nói một chút tiếng Hán. Tôi sao nhỉ? Tôi rất vui. Tôi vô cùng cảm ơn thầy giáo của tôi. Cảm xỉa. Thời gian không còn sớm nữa. Tôi phải đi đây. Chúc bạn sức khỏe, mạnh khỏe, cuộc sống hạnh phúc, vạn sự như ý. Sửa chữ nỉ mà này, chữ nín cho thầy nhá. Là chữ nín này. Tạm biệt nhé. Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến bố mẹ của bạn của anh. Cảm ơn. Bài tiếp theo. Các cái phần khác về mặt lý thuyết chúng ta tự đọc nhé. Rồi các bài hát là search trên mạng đều có hết. Rồi. Ông nội là gì? Bà nội. Ông ngoại. Bà ngoại. Bố. Mẹ. Anh trai. Chị gái. Tôi. Anh trai. Em gái. Chị dâu. Anh rể. Vợ hoặc chồng. Em dâu, em rể, con trai, con gái, con dâu, con rể, nhỉ suỷ. Cháu trai là bên đằng nội. Cháu gái đằng nội. Cháu trai đằng ngoại. Cháu gái đằng ngoại. Quay xuân nỉ. Rồi. Mày của cha nào. Nhà tôi là gì? Nhà tôi có 11 khẩu người. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bố, mẹ, anh trai, chị gái, em trai, em gái và tôi. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại đều đã nghỉ hưu rồi. Bố là bác sĩ làm việc tại bệnh viện. Bố năm nay 50 tuổi. Sức khỏe rất tốt. Công việc rất bận. Bố thích công việc của bản thân mình. Bố là một bác sĩ tốt. Mọi người đều yêu thích ông ấy. Mẹ tôi là giáo viên làm việc tại trường đại học. Anh trai là công nhân làm việc tại công trường. Chị gái là bác sĩ làm việc tại bệnh viện.
Em gái là y tá làm việc tại xá. Đi u sủa cúng chùa. Em trai là học sinh làm việc tại học tại trường trung học. Tôi là sinh viên học tại trường đại học. Tôi học tiếng Hán và tiếng Anh. Gia đình tôi là một đại gia đình, là một gia đình hạnh phúc. Tôi ở cha thì tôi rất thích gia đình tôi. Số điện thoại và địa chỉ của tôi là Cao Mã Sư 0437547124. Đấy nhá, cái bài này nhớ học thuộc, cảm giác chưa thuộc lắm đâu. Thuộc nó phải đọc nhanh hơn thế nhiều cơ. Đấy nhá, đang nghỉ tới đây ạ. Về nhà nhớ làm đủ bài tập về tiếp theo cho thầy nhá. Cảm ơn thầy chết. Ok, để thầy convert cái video này ra Lão sư đã. sai chân. Lão sư. Lão sư Đó, sai chết chân. chết. Lão sư sai chân. Chết chết, chết chết.